Xem tử vi tuổi Sửu năm 2024, nữ mạng. Đối với nữ giới tuổi Sửu, năm nay sẽ gặp một số khó khăn trong công việc và kinh doanh. Mở rộng quy mô kinh doanh có thể không thuận lợi và đối mặt với thất bại. Sức khỏe cũng có thể gây ảnh hưởng đến công việc và mối quan hệ gia đình. Cần chú trọng đến các vấn đề liên quan đến huyết áp và sức khỏe cơ bản và đảm bảo việc chăm sóc bản thân. Tử vi năm 2024 của tuổi Sửu theo tử vi 2024 thì năm 2024 sẽ là một năm đầy thử thách với tuổi Sửu nhưng cũng đầy cơ hội. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc giữ vững công việc hiện tại hoặc tìm kiếm công việc mới, nhưng nếu bạn có sự kiên trì và nỗ lực, sẽ có những cơ hội tốt hơn đến với bạn. Tử vi 2024 tuổi Sửu về công việc. Năm 2024, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn trong công việc, có thể gặp phải những thay đổi bất ngờ hoặc sự cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên nếu bạn tỉnh táo và sáng suốt trong việc lựa chọn và hành động, thì cơ hội để tiến bộ và thành công vẫn có thể đến với bạn. Tử vi 2024 tuổi sửu về tài chính Có thể nói năm 2024 sẽ là năm có nhiều thử thách và khó khăn, có thể đòi hỏi bạn phải tiết kiệm và quản lý tài chính khéo léo hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có kế hoạch và chiến lược tài chính hợp lý, bạn vẫn có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo như lịch vạn niên 2024 thì năm nay tuổi Sửu cũng nên cẩn trọng trong việc đầu tư và không nên quá mạo hiểm để tránh rủi ro và thiệt hại tài chính không đáng có. Nếu bạn muốn đầu tư, hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Tử vi 2024 tuổi Sửu về tình cảm gia đình. Năm 2024 có thể đem đến cho bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bạn sẽ có thể tìm thấy sự ủng hộ và giúp đỡ từ người thân và gia đình trong những thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, cũng có thể xuất hiện một số xung đột trong gia đình, do đó bạn cần phải giữ một tinh thần bình tĩnh và cân nhắc cách giải quyết vấn đề. Tử vi 2024 tuổi Sửu về sức khỏe. Bạn cần chú ý đến sức khỏe của bản thân và tránh căng thẳng quá mức trong công việc. Hãy cố gắng duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống đúng cách và tập luyện thường xuyên để giữ gìn sức khỏe tốt. Nếu có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, hãy đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tử vi 2024 tuổi sửu theo từng tháng âm lịch. Tháng 1. Đối với tuổi sửu trong tháng 1 của năm 2024, tháng bính dần với ngũ hành lưu trung hỏa, mặt công việc không có sự phát triển đáng kể. Về tài chính, sẽ đủ để chi tiêu và duy trì cuộc sống gia đình. Gia đạo có tin vui với sự gia nhập thành viên mới trong tháng này. Đánh giá, bình thường. Tháng 2. Tháng 2, tháng đinh mão với ngũ hành lưu trung hỏa là hỏa âm, sẽ mang đến mở rộng trong công việc cho tuổi sửu. Tuy nhiên, chưa đạt được kết quả tốt. Gia đạo có thể gặp phải những phiền muộn và tình cảm không thuận lợi. Về tài chính, có xu hướng chi tiêu nhiều hơn. Nếu cần phải đi xa, hãy đảm bảo an toàn giao thông và tỉnh táo trong việc di chuyển. Đánh giá: Xấu. Tháng 3. Trong tháng 3, tháng Mậu Thìn với ngũ hành đại lâm Mộc, tuổi Sửu có thể gặp khó khăn về sức khỏe và công việc không thuận lợi trong năm nay. Mưu cầu trong công việc thường gặp trở ngại và không nên đầu tư quá nhiều tiền vào kinh doanh vì khó thu hồi vốn. Ngoài ra, Mặt tình cảm gia đình trong tháng này cũng không thuận lợi. Đánh giá: xấu. Tháng 4. Khi bước vào tháng 4, tháng kỷ tỵ, tuổi Sửu sẽ trải qua một giai đoạn mới và có sự thay đổi trong công việc. Tiền bạc sẽ được chi tiêu vào công việc và đây là thời điểm khởi đầu mới. Hơn nữa, trong tháng này, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người quý trọng và có tin vui trong gia đình. Mọi việc sẽ thuận lợi và có kết quả tốt. Đánh giá: tốt. Tháng 5 tháng 5, tháng canh ngọ với ngũ hành lộ bàng, cho tuổi sửu mang đến sự mở rộng trong công việc và cơ hội liên kết kinh doanh. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người quan trọng và có tiềm năng kinh doanh. Mặc dù tài chính chưa thuận lợi, nhưng không gặp nhiều khó khăn về tiền bạc. Về mặt tình cảm gia đình, tháng này sẽ ổn định. Tuy nhiên, hãy chú ý đến sức khỏe vì có khả năng mắc bệnh kéo dài. Đánh giá, bình thường, tháng 6. Tháng 6, tháng tân mùi với ngũ hành lộ bàng, đối với tuổi sửu, Công việc có khả năng thay đổi và xuất hiện sự liên kết mới. Bạn sẽ gặp được sự giúp đỡ trong công việc kinh doanh và có tin vui trong gia đình. Tuy nhiên, hãy chú ý đến sức khỏe của bố mẹ và người thân vì không đạt được tình trạng tốt. Đánh giá: Tốt. Tháng 7, tháng 7 tháng nhâm thân với ngũ hành kiếm phong cho tuổi Sửu mang đến mong muốn về tiền bạc và kiếm tiền để chi tiêu và mua sắm cho gia đình. Tuy nhiên, công việc kinh doanh trong tháng này không thuận lợi như kỳ vọng cần chú ý đến tình cảm gia đình vì có thể xảy ra những chuyện buồn trong tháng này. Đánh giá: Xấu. Tháng 8 năm 2024, tháng 8 âm lịch là tháng Quý Dậu, đối với tuổi Sửu mang đến tin vui về việc gia đình có thêm người và công việc kinh doanh có sự phát triển tích cực. Đặc biệt, trong tháng này, hãy cân nhắc việc đi xa để kinh doanh vì sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Tài chính có sự ổn định mặc dù không có nhiều tài lộc, không gặp khó khăn và trở ngại. Đồng thời sẽ có sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè trong công việc kinh doanh. Đối với sức khỏe, hãy chú ý đến môi trường nước và đảm bảo sự cẩn thận. Đánh giá, bình thường, tháng 9, tháng 9, tháng giáp tuất, đối với tuổi sửu đòi hỏi chú ý đến sức khỏe của bố mẹ vì có khả năng không tốt, cũng như cẩn thận với việc bảo quản các giấy tờ quan trọng. Về mặt công việc kinh doanh, tháng này chưa có sự phát triển đáng kể và tình hình tài chính vẫn chưa thuận lợi. Tuy có khả năng gặp phải vấn đề sức khỏe, nhưng tình trạng bệnh sẽ nhanh chóng qua đi. Đánh giá, bình thường, tháng 10, tháng 10, tháng ất hợi mang lại nhiều thuận lợi cho tuổi Sửu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Trong tháng này có tiềm năng đạt được thành công và thuận lợi về tiền bạc. Ngoài ra, gia đình cũng sẽ có tin vui đến. Nếu có kế hoạch xuất hành xa để làm ăn, tháng này sẽ mang đến nhiều may mắn và lợi ích. Đánh giá, tốt, tháng 11 tháng 11, tháng Bính Tý, đối với tuổi Sửu mang đến nguy cơ về sức khỏe và cần tránh việc đi xa vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Tài chính trong tháng này sẽ ổn định, dù có một số chi tiêu nhưng chủ yếu là cho sức khỏe cá nhân. Về mặt công việc sẽ gặp khó khăn và đòi hỏi nỗ lực hơn so với các tháng khác, tuy nhiên, trong lúc khó khăn sẽ có sự giúp đỡ từ những người quý trọng. Đánh giá: xấu. Tháng 12, tháng 12, tháng Đinh Sửu, khi tuổi Sửu bước vào Tâm điểm trong tháng này là tình cảm gia đạo không được khá, không có sự hòa khí trong gia đình. Về mặt công việc và tài chính, mọi thứ diễn ra bình thường. Tuy nhiên, cần chú ý đến xe cộ và sức khỏe trong tháng này vì có khả năng không tốt. Ngoài ra, không nên cho vay tiền trong tháng này. Đánh giá: xấu